23 hỏi: Nếu nói ăn mặn là mắc tội, dây nợ mạng, nên không được Phật độ giảng sanh, vậy sao những vị tu theo Phật giáo Nam Tông họ vẫn ăn mặn, và thầy tổ họ xưa kia cũng chứng quả, giải thoát sinh tử vậy? Đáp: Lúc mới thành Phật, chánh pháp chưa phổ biến, nên chưa có Phật tử hiểu đạo để cúng dường hộ pháp. Lại lúc đầu những vị đệ tử Phật toàn là bậc thượng căn như A Nam Ca Diếp là con vua trưởng giả, vân vân. Vì sự sanh tử nên xuất gia tu hành, bỏ ngôi vị kho báu, nên miếng ăn đối với họ không có mùi vị chi cả, mà họ chỉ ăn cho sống để tu, nên không hề phân biệt ngon dở. Nên ai cúng gì ăn nấy. Thí dụ, có người cúng thịt kho, có người cúng chè xôi, có người cúng canh chua, các ngài đều bỏ chung vào bát trộn lại mà ăn, không để ý đến mùi vị ngon dở. Nên Phật cho ăn thịt, tức tam tịnh nhục là như vậy. Và do tâm thanh tịnh đó nên các ngài đắc quả A-la-hán, giải thoát sanh tử. Nhưng về sau này, các vị đệ tử nghiệp lần nặng hơn, nên tâm tham đắm mùi vị, thích ăn thịt ngon, nên tâm loạn động đắm nhiễm, nên tu không thể thanh tịnh chứng quả được. Do đó, Đức Phật mới chế giới cấm ăn thịt luôn, không cho ăn thịt nữa. Và lúc sau, giáo pháp được phổ biến, người tại gia hiểu đạo, nên cúng Phật tăng đoàn bằng đồ chay, nên gọi là trai tăng. Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng, lúc ở khu rừng đó, toàn là sỏi đá cằn cõi, nên không có thảo mộc. Nên Phật dùng thần lực biến hiện ra thịt chết hẳn, tức tam tịnh nhục, cho đệ tử ăn, chứ không phải là thịt thật. Phật lại nói, nếu người dù có tu đắc pháp thiền định mà còn ăn thịt chúng sanh, thì rốt cuộc cũng lạc vào quỷ đạo. Thượng phẩm thì làm quỷ vương, trung phẩm thì làm quỷ dạ xoa, hạ phẩm thì làm quỷ la sát. Kết luận: Cho nên người Phật tử chúng ta trên bước đường phải tu tập thuận theo lòng từ bi của Phật mới được. Còn như tu mà chưa thực hành theo lòng từ bi của Phật, dù có tu các phước lành và niệm Phật cũng chỉ là để kết duyên, để được đắc độ đời sau này mà thôi. Cho nên muốn được giảng sanh cực lạc để chấm dứt đường sanh tử nội một đời này, thì trước sau gì phải ăn chay trường mới được, càng sớm càng tốt và càng bảo đảm hơn. Người tu mà còn ăn thịt khi chết bị đọa vào quỷ đạo. Hồi hướng: Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này cầu cho ba cõi bốn ơn, con cùng tất cả chúng sanh khi mà